Quả to, mã đẹp, hoa quả lại ra quanh năm. Trước mặt anh chị đây là những quả chanh vàng Mỹ đang bắt đầu chín tại nhà vườn Hồng Lâm. Thời điểm quả chín nó sẽ ngả từ màu xanh sang cái màu vàng tươi như này anh chị nhé. Còn đây là những cây trưởng thành được khoảng tầm trên 15 tuổi rồi. Đường kính gốc của nó dao động khoảng tầm 10 tới 15 phân tùy từng cây. Tùy theo kích thước mà anh chị có thể cắt tỉa cành, tạo tán sao cho nó phù hợp với khuôn viên gia đình mình. Những cây này thì bên em chỉ để cây chiều cao khoảng tầm 2 mét tới 2 mét rưỡi thôi. Tán ngang của nó cũng rộng khoảng tầm 2 mét. Thời điểm hiện tại thì những cây to như này cũng đã bắt đầu tới cái vụ thu hoạch rồi. Đấy thì thấy này, khi chín ấy, quả sẽ ngả sang cái màu vàng tươi, nhìn rất đẹp mắt như này nhé. Chanh vàng Mỹ thì nó sẽ ra hoa đậu quả gần như là quanh năm liên tục. Trên cây lúc nào nó cũng có hoa, có quả. Thời điểm mà gần Tết Nguyên đán là nhiều cây chín rộ, cũng là một trong những cái cây cảnh mà được nhiều gia đình lựa chọn trồng, trang trí khuôn viên sân vườn bởi vì màu vàng tươi tượng trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều cái phú quý, hạnh phúc, tài lộc cho gia chủ của anh chị nhé. Ngoài cái vẻ đẹp bên ngoài rất là bắt mắt ra thì trong cái quả chanh vàng Mỹ này nó chứa nhiều cái hàm lượng vitamin C gấp 3 lần chanh thường, chanh tứ quý ấy chị nhé. Đấy, những cây ở hiện tại bên em là giới thiệu với chị đây, mỗi cây trung bình cũng phải cho tới khoảng tầm hàng trăm quả trên cây và đều được trồng thuần khí hậu của Việt Nam rồi, nên là anh chị trồng là sẽ có quả để thu hoạch luôn. Bên em thì giao cây tận nơi trên toàn quốc ấy chị nhé. Đối với những cây to như này là sẽ sử dụng xe tải giao hàng tận nhà cho mình. Đấy, anh chị thấy này, quả thì có kích thước nó dao động khoảng tầm 5 tới 6 cm, đường kính và cái trọng lượng thì dao động khoảng tầm 300 tới 400 gram. Thậm chí mà chăm sóc tốt thì nhiều quả có thể đạt tới trọng lượng nó khoảng tầm 500 gram một quả chanh vàng Mỹ. Đấy thì cái dòng chanh vàng Mỹ này nó cũng có một số giống giống quả tròn, giống quả bầu dục anh chị nhé. Đây chị thấy này, quả khi chín ấy, thì có màu vàng tươi rất là đẹp và rực rỡ như này. Cây chanh vàng Mỹ thì nó gần như là không có sâu bệnh gì cả, chịu nắng nóng rất tốt, tuổi thọ cao, thời gian cho thu hoạch kéo dài, không có đất trồng vẫn có thể lựa chọn trồng chậu được. Hiện tại thì bên em có cả cây choai nó cao khoảng tầm 1 m 1 m 2 như này cũng đang có quả sẵn trên cây rồi ý nhé. Đối với cây choai như này hiện tại thì nhà vườn Ngọc Lâm đang bán với giá là 600.000 đồng một cây, giao hàng toàn quốc, đã bao gồm phí ship vận chuyển cho mình rồi. Anh chị mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng chanh vàng Mỹ này về trồng thì có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Cây giống hay là cây to hơn, bên em cũng có số lượng rất là nhiều anh chị nhé.